Sáng nay, đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý các dự án luật chuẩn bị kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa 14. Theo chương trình làm việc, sáng nay các đại biểu đã cho ý kiến về tờ trình dự án luật giao thông đường bộ sửa đổi. Qua hơn 10 năm thực hiện luật giao thông đường bộ năm 2008, đã đạt được những kết quả nhất định, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động giao thông vận tải đường bộ, góp phần hình thành ý thức pháp luật của người tham gia giao thông, đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên toàn quốc, thúc đẩy phát triển giao thông vận tải và kinh tế đất nước, tạo điều kiện thuận lợi để Việt Nam chủ động tham gia vào hoạt động vận tải của các nước trong khu vực. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thi hành luật giao thông đường bộ năm 2008, đã xuất hiện một số tồn tại và các vấn đề phát sinh về kết cấu hạ tầng, quản lý phương tiện giao thông đường bộ, vận tải đường bộ, công tác xử lý vi phạm giao thông đường bộ. Việc xây dựng luật giao thông đường bộ sửa đổi thay thế luật giao thông đường bộ năm 2008 nhằm tiếp tục hoàn thiện cơ chế chính sách trong lĩnh vực đường bộ, tăng cường quản lý nhà nước, thể chế hóa chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước, thực hiện cam kết của Việt Nam với cộng đồng quốc tế, khắc phục những vướng mắc bất cập trong quá trình triển khai.